Hello anh em, chào mừng em đã đến và quay trở lại kênh của An Phát. Là một dân thiết kế thì không thể thiếu được những bộ PC, nhưng bộ PC đấy liệu có đáp ứng được với nhu cầu của các bạn hay không thì hãy xem hết video này. Hôm nay mình mang đến cho các bạn top 5 bộ PC cho dân thiết kế 2023. Giờ thì hãy cùng mình vào chi tiết video để xem có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì với những bạn có tài chính tối thiểu và tốt nhất thì ở đây mình có chiếc PCIe DS5 với cấu hình Ryzen 5 5005, main Asus Pram B450MA, RAM Kingston Fury Beat 8GB, VGA Gigabyte RX 6005 XT Gaming OC, nguồn GameMax VP 500W, SSD 240GB, vỏ case Kenno eSport AF13. Như mình nói, chỉ chiếc máy này dành cho những em có tài chính tối thiểu nhất. Vậy giá nó như nào? Thì bộ PCIe này có mức giá dưới 10 triệu. Thì với một bộ máy dưới 10 triệu, các bạn có một chiếc CPU Ryzen 5 6x12 luồng, tua boost lên đến 4.2GHz và với VGA RX 6005 XT Gaming OC 4GB, các bạn có thể dễ dàng làm những tác vụ đồ họa thiết kế 3D trên chiếc máy này. Là những anh em con trai thì làm việc là làm việc, còn chắc chắn sẽ giải trí và chơi game. Thì tất nhiên về giải trí, chiếc máy này có thể đáp ứng được cho anh em chơi những tựa game như là Valorant hay là Liên Minh thì vẫn cứ là ổn. Với 80 RAM thì các bạn vẫn có thể làm được những phần mềm được thiết kế 3D, đồ họa và chơi được những tựa game nhẹ. Còn nếu thấy ít thì hãy cùng mình đến với bộ PCIe tiếp theo. Bộ PCIe tiếp theo mà mình muốn mang đến cho các bạn có tên là PCIe AMD Gaming 3. Vậy nó có cấu hình như nào? Và mình muốn giới thiệu. Đầu tiên, chúng ta có mainboard Asus Pram B450MA, CPU AMD Ryzen 5 5600G, SSD Kingston NV2 250GB NVMe, HDD WD Blue 1T, 2 thanh RAM 8GB DDR4 bus 3200OC, VGA Asus TUF Gaming GTX 1660 Super OC, nguồn SIMATIC Thor T550 550W và vỏ case Kenno eSport AF13. Với cấu hình như này, các bạn có thể làm được những gì? Đầu tiên thì với những anh em con trai chắc chắn sẽ là chơi game. Nhưng mà như title mình đã nói là PC dành cho dân thiết kế, vậy nó làm được gì? Tất nhiên là nhiều thứ. Với CPU AMD Ryzen 5 5600G với 6x12 luồng, tua boost lên đến 4.4GHz. Với số nhân và số luồng khá là nhiều như thế này thì có thể giúp được cho anh em làm những công việc đồ họa thiết kế vẫn cứ là ổn trong 2-3 năm nữa. Ngoài ra chiếc CPU này còn có GPU thích hợp Radeon với 7 lõi đồ họa, các bạn có thể sử dụng mà không cần lắp VGA. Nhưng mà đã làm thiết kế mà không có VGA thì những project có đồ họa 3D của các bạn sẽ đi về đâu? Đó là lý do ở đây chúng ta có VGA GTX 1660 Super. Đây là một chiếc VGA tới từ nhà NVIDIA. Tuy không còn mới nhưng mà với 6GB RAM và phiên bản OC Edition, các bạn có thể làm những project 3D công việc một cách ổn định nhất. Ngoài ra chiếc máy này còn được trang bị ổ cứng HDD 1TB, các bạn thể tha hồ lưu trữ các dự án của mình hoặc là những tựa game nặng vẫn cứ là thoải mái. Và giá của bộ PCIe này là chỉ là hơn 15 triệu. Còn nếu các bạn cảm thấy thế này vẫn là chưa đủ thì hãy cùng mình tới một bộ PCIe tiếp theo. Bộ máy tiếp theo có tên là PCIe Optima 9. Vậy bộ máy này có cấu hình như nào? Được trang bị mainboard Asrock B760M Pro RS, CPU Intel Core i5 13500, 2 thanh RAM Arata XPG Spectrix D50 RGB 8GB thì có nghĩa là chiếc máy này có 16GB RAM, bus 3200 DDR4, SSD Kingston NV2 500GB PCIe 4.0, VGA RTX 3060 Gaming OC 12GB, nguồn MSI A650BN 650W, vỏ Sigmatic Gaming X, tản khí ID Cooling ETA ARGB V2. Nào, về cấu hình này thì các bạn thấy sao? Đầu tiên, ở CPU chúng ta có một chiếc i5 thế hệ thứ 13, 13500, một chiếc CPU đời thứ 13 rất là mới và cũng rất là mạnh tới từ nhà Intel. Được trang bị 14x20 luồng, có tua boost lên đến 4.8GHz. Đuôi không có chữ F, có nghĩa là CPU này được tích hợp sẵn cạc đồ họa. Nhưng mà đã làm thiết kế thì cạc onboard thì sao mà gánh được những dự án của các bạn, đúng không? Thì với bộ máy này chúng ta có VGA RTX 3060 và RTX 3060 các bạn cũng biết đây là một chiếc cạc đồ họa có hiệu năng và giá thành rất là ngon. Mà ở đây chúng ta còn có bản gaming OC 12GB nữa nên là nó sẽ giúp các bạn làm những project 3D nặng vẫn cứ là ổn. Ít nhất trong khoảng 3-4 năm nữa. Vậy cái giá để sở hữu bộ máy này là bao nhiêu? Bộ PCIe này có giá đâu đó khoảng hơn 23 triệu một tí. Và với mức giá như này thì mình thấy đi cùng với khả năng nó đem lại thì hoàn toàn là xứng đáng. Còn nếu các bạn muốn một bộ máy mạnh hơn nữa thì hãy cùng mình
tới với bộ PCAP tiếp theo. Ở bộ PCAP tiếp theo mình muốn giới thiệu để cho các bạn có tên là PCAP AMD WS1. Vậy cấu hình nó như nào? Bộ máy này được trang bị main ASRock B650M PG Riptide DDR5, CPU AMD Ryzen 9 7900X, RAM Kingston D5 Expo Bit RGB 32GB là 2x16, VGA GB RTX 3060 Gaming OC 12GB, SSD Kingston NV2 1TB, HDD WD Blue 2T, nguồn Antec Neo Eco NE750G 750W, bộ tản nhiệt nước, ID Cooling Zoom Flow 360XT ARGB, vỏ case Corsair 4000D Airflow TG Black. Thì ở bộ máy này các bạn thấy sao? CPU Ryzen 9 7900X của nhà AMD. Đây là một chiếc CPU mới và cũng rất là mạnh đến từ nhà AMD. Vậy nó có gì? Được trang bị 12x24 luồng, tua bút lên đến 5.6GHz. AMD cho biết thêm socket ARM5 mới tương thích tốt hơn với ARM4 để các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được sự tiến hóa từ Gen 3 lên Gen 4 trên chiếc CPU này, cho thấy sự tiến bộ trong từng bộ phận CPU. Về các đồ họa thì ở đây chúng ta có RTX 3060 Gaming OC 12GB rất là mạnh mẽ. Với cấu hình mạnh mẽ như này thì 16GB RAM là không đủ, thì trên chiếc máy này chúng ta có 32GB RAM DDR5. Vì hiểu tâm lý của các bạn làm thiết kế, nếu 500GB hay 1TB ổ cứng sẽ là không đủ, thì trên chiếc máy này chúng ta có khoảng 1T SSD và 2T HDD cho các bạn tha hồ lưu trữ các project, có thể lưu trữ game để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Và giá để sở hữu chiếc máy này chỉ hơn 38 triệu một xíu thôi. Còn nếu tiền của các bạn không còn là vấn đề nữa thì mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ PCAP tiếp. Ok, bộ PCAP tiếp theo mà mình muốn giới thiệu có tên là PCAP Optimize 4. Vậy cấu hình nó như nào thì chiếc máy này được trang bị mainboard ASUS ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi DDR5, CPU Intel Core i9 13900K, RAM Kingston Fury Bit RGB 32GB, VGA ALG Strix RTX 4080 OC 16GB DDR6X, SSD Samsung 980 Pro 500GB M2 NVMe Gen 4, HDD Seagate 4TB, tản nhiệt nước Deepcool LT720 Black 2, nguồn máy tính MSI A1000G 1000W, vỏ case ASUS Tube Gaming GT502 Black. Khi tiền đã không còn là vấn đề thì cấu hình chắc chắn sẽ là mạnh mẽ nhất rồi. Với CPU Intel Core i9 13900K, đây là chiếc CPU mới nhất và cũng là mạnh nhất tới từ nhà Intel, với 24x32 luồng, tua bút lên đến 5.8GHz. Vậy sức mạnh của chiếc CPU như này thì chắc chắn không có gì để bàn cãi nữa rồi. Đi kèm chúng ta có một thứ cũng rất là mạnh, đó chính là RTX 4080 OC 16GB Gaming tới từ nhà ROG Strix. Với sức mạnh thì cũng không có gì để bàn cãi nữa. Với gái này đi kèm với CPU i9 kia, bộ máy này xin phép là cần mọi tác vụ đồ họa từ 2D cho đến 3D, nặng đến mấy cũng đều có thể gánh được. Tất nhiên, quan tâm tới ổ lưu trữ của người dùng thì chiếc máy này được trang bị SSD 500GB và HDD lên tới 4TB để cho các bạn tha hồ lưu trữ những project dự án công việc của mình. Vậy, anh em thấy top 5 bộ PC này mình đưa ra cho anh em thấy thế nào thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận cho mình nhé. PCAP ở Alphard đều được các chuyên gia nghiên cứu và được đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm cao lắp ráp sao cho bộ máy đến tay bạn được tối ưu nhất, kể cả về hiệu năng lẫn chi phí, nên là các bạn không cần phải lo về khoản gì nữa, chỉ cần mua rồi mang về cắm dây và là dùng thôi. Và nếu các bạn đang có thắc mắc tại sao mình không test hiệu năng thì clip này mang tên là cấu hình dành cho các bạn tham khảo. Còn nếu các bạn muốn test hiệu năng ấy, bộ máy nào thì hãy để comment phía dưới phần bình luận để cho mình ra clip tiếp theo, ra clip theo yêu cầu của các bạn. Và link của toàn bộ sản phẩm mình sẽ để phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.